Xin chào toàn thể quý vị khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nha. Trong chương trình ngày hôm nay, DVH sẽ tổng hợp báo giá nhanh một số mẫu bát, tép dành riêng cho cái mảng âm thanh sân khấu sự kiện đang được quan tâm rất là nhiều tại DVH Audio. Chúng ta sẽ đi lần lượt từ trái qua phải. Đầu tiên là bát 50L, cái này big tép 7 màu từ 220 cùng 100, rất là đẹp. Này dòng bát chuyên súp nha, L xịn chính hãng luôn. Đó, mình đã có clip đập hộp con này rất là đẹp luôn. Cái này giá là 4 triệu rưỡi một cặp quý vị nhá. Đánh súp rất là êm, phê, sâu. Con này thì hay hơn con RCF nhiều. Đợt này nhập con này về phát bỏ luôn con RCF, không bán RCF nữa. Này tiếng rất là ok và nó hàng xịn chính hãng luôn quý vị. Chính hãng ở Trung Quốc luôn, nhìn cái củ của nó biết độ chất rồi. 4 triệu rưỡi một cặp. Tiếp theo là bát 50 từ thường côn 125. Big thép trắng dòng này thì chuyên đánh sự kiện rất là ok. Dòng này đánh rất là ok luôn và lực đánh rất là mạnh, màng phủ keo chống nước, côn 125 to đùng ngã ngửa luôn. Đây này, cái cổ côn nó rất là to này, đó và cái keo này, quý vị nhìn cái keo nó gắn cái râu này, keo nó làm cái keo trong này, rất giống cái loa xịn luôn. Cái này giá là 6 triệu một cặp. Tiếp theo một cái dòng bát mà mình cực kỳ ưng ý luôn là bát 50 từ neo côn 125. Cái này xương B và C, neo bi, viên bi rất là to và cái củ nó to đùng luôn. Đây, quý vị có thể thấy này, củ nó to đùng ngã ngửa luôn, nó rất là phê nha. Dòng này đánh sân khấu sự kiện ngoài trời rất là ok, tiếng nó rất là nặng, bát nó rất là nặng, êm, sâu và đi xa, đánh nó không tức ngực như cái dòng bát này. Đánh nó không phải là không tức ngực mà là nó không khó chịu. Mình phải dùng cái từ khó chịu để mình mô tả cái dòng bát này, để nó đánh nó kiểu như là gõ vào ngực ấy. Còn nó dòng bát này đánh nó rất là êm, đánh kiểu như súp xịn ấy. Mình nhìn cái màng loa này, nhìn cái đường keo của cô này, nhìn làm rất là khôn, nhìn như loa xịn luôn. Đó, cái màng của con này thì không thể nào mà so sánh với màng con này được. Con này đang bán với mức giá là 8 triệu một cặp, có bao ship cho quý vị. Còn con từ thường thì không bao ship, từ thường rất là nặng, cương nó cao. Dòng này đánh ngoài trời rất là tuyệt vời nha, 8 triệu một cặp. Tiếp theo là 40 Hewell 2 tầng cung 100. Dòng này thì mình bán rất là nhiều, bát này bóc ra để đây hơi bụi tí. Dòng này bán rất là nhiều rồi, quý vị có thể giáp những dòng loa full này, loa Lightray này, loa gì cũng được, đánh ngoài trời rất là ok. 2 tầng côn 100 nó cho một cái lực từ nó rất là mạnh quý vị nhá. Một lực rất là mạnh, đánh cực kỳ mạnh. Con này thì màng rất là sâu, màng phủ keo, chống nước, chống ẩm. Con này giá đang bán là 5 triệu 8 một cặp. Bao ship cho quý vị, tại vì những cái dòng bát neo này thì nó nhẹ. Đó, nó làm cái cánh tản nhiệt ở đây, nó tản nhiệt nó nguội rất là nhanh. 5 triệu 8 một cặp. Cái này là bát 2 tầng côn 100 nhưng mà nó là bát lời, bát chuyên lời, nó không phải là bát súp quý vị nhá. Nó không phải là bát súp. Nên là quý vị đừng sợ là hát nó không ra lời. Chính xác là con này oánh nó không ra bát thì đúng hơn ấy. Bát này là bát lời, đánh không ra bát mấy đâu, toàn lời thôi, rất là ok. Giáp loa lời ok, không giáp loa trầm được. Trước có khách hỏi là lấy con này đánh súp được không, tại vì thấy nó 2 tầng côn 100 liền, rất là khỏe. Nhưng mà khỏe thì khỏe, nó chỉ khỏe giải lời thôi, nó không khỏe giải bát. Tiếp theo là 30 Ewell, hai con này thì côn từ các thứ nó như nhau, chỉ khác là cái vành loa nó bé hơn, màng nó nhỏ hơn, cung phủ keo chống nước chống ẩm. Con này 5 triệu 6 một cặp bao ship. Cái này thì chuyên giáp những dòng loa live ở đây, bên mình bán cực kỳ nhiều. Con này rất là thích nha, cái lời nó mạnh cực kỳ luôn. Và giáp những dòng loa như này bắt buộc là cái giải trung trầm phải đè hết xuống súp luôn, tại vì đánh nó không ra tí bát nào cả. Đánh nó không ra bát đâu quý vị nhá. Đó, con này lời lẽ đẹp ok. 5 triệu 6 một cặp bao ship cho quý vị. Và tiếp theo, neo bi núm lõm, con này tiếng rất là hay này. Tuy nhiên là công suất nó yếu, công suất nó không thể nào nó so sánh với bọn này được, nhưng mà tiếng nó rất là hay. Con này núm lõm nhìn này, màng nó lõm xuống rất là sâu. Bi này, bích thép 7 màu này. Cái này bích 7 màu nhá, không phải màu trắng đâu. Nó là màu hồng ấy. Đó, bi này. Con này làm giáp loa lời ok, giáp loa full, loa karaoke cũng được, đánh gia đình cũng được. Tại cái giá nó rẻ, rất là ok, 3 triệu rưỡi một cặp. Khá là đẹp đấy chứ. Đẹp, rất là ngon. 3 triệu rưỡi một cặp, bao ship cho quý vị. Tiếp theo đến một dòng neo bi, nhưng mà hai cặp này giá chênh nhau khá là nhiều. Cũng là bi nhưng mà nhìn cái củ này, nhìn cái củ nó chất lượng hơn cái củ kia rất là nhiều. Và con này thì giá thành cao hơn. Nhìn cái bích A, bích B, nhìn cái viên nam châm nó to hơn này, nhìn cái màng nó cũng xịn hơn. Nhìn cái màng nó xịn hơn và con này thì nó phủ keo chống ẩm cả mặt trước cả mặt sau màng. Cả mặt trước cả mặt sau màng loa nó đều phủ keo nhá. Đó, đây quý vị nhìn này, mặt trước màng đẹp chưa? Keo này, nhìn bóng nhẫy luôn, đường keo bóng nhẫy luôn, rất là đẹp này. Cả gần nhẹ này, nói chung con này nó làm tinh hơn con kia rất là nhiều, hàng đắt tiền mà. Đó, cả mặt trước cả mặt sau nó đều phủ keo, tuy nhiên là do là điều kiện ánh sáng nó hơi tối. Đây mình để kê lên này quý vị nhìn này, mặt keo này, mặt trước và mặt sau màng rất là đẹp nha. Email mã vạch các thứ các kiểu. Đó, con này thì 4 triệu rưỡi một cặp, có bao ship cho quý vị nha. Bao ship cho quý vị, con này lời rất là hay, hàng đắt tiền mà.
Và tiếp theo là hai mã tép, hai mã tép ở bên mình. Tép côn 74.5, không phải 750, chả phải 850, thôi mình cứ gọi là 750 thì cũng được. Tại vì nó là 74.5. 74.5 quý vị nhá, côn dây nhôm dẹt này. Mâm titan xanh, dây nhôm dẹt nha. Cái này là cốt nhôm này, viền đồng. Cốt nhôm viền đồng luôn. Đó, rất là đẹp. Nhìn nó sáng choang chưa? Nó sáng đẹp này mà viền đồng nó dày nhá. Viền bi to. Cái này thì đang bán mức giá là 2.6 triệu một cặp, có bao ship cho quý vị. Giáp những cái dòng loa lai ray, loa hỏa tiễn, loa full, chuyên đánh ngoài trời. Đánh trong nhà thì không ai chơi loại này, to quá. Đánh ngoài trời, chuyên đánh ngoài trời, tiếng tép rất là mạnh và đi xa. Và con này cũng vậy, con này thì giá đắt hơn 200.000, 2.8 triệu. Mâm côn các thứ thì như nhau, không khác gì cả. Đây là con chưa tháo và mình tháo một con ra. Đây này, mâm côn các thứ y hệt nhau, khác mỗi cái củ từ thôi. Nó là từ neo liền khối. Giá nó đắt hơn một chút xíu, con này nặng hơn con kia một chút xíu. Đó, này là 2.8 triệu. Loại này rất là đẹp, rất ok. Anh em miền Nam làm cực kỳ nhiều, lấy rất là nhiều. Và bên DVH thì có bán sỉ cho khách thợ. Anh em thợ mới lấy từ 5 cặp đổ lên, 5-10 cặp đổ lên thì sẽ có một cái mức giá rất là ưu đãi. Đó, DVH sẽ quay lại một vòng, để quý vị cùng xem qua các cái mẫu bên mình. Mình sẽ báo giá lại một lượt. 4 triệu rưỡi này, 6 triệu này, 8 triệu này, 5 triệu 8 này, 5 triệu 6 này, 3 triệu rưỡi này, 4 triệu rưỡi này, 2 triệu 6 này, 2 triệu 8. Ok, mời quý vị cùng xem lại một lượt trước khi chúng ta dừng clip nha. Đó, một làn khói trắng mờ ảo đang tỏa ra từ chiếc máy khói. Máy khói này vừa rẻ vừa được việc quý vị ạ, chỉ có 1 triệu 7 một cái thôi, rất là ok. Đó, rất là đẹp. Đó. Đi bát là chuẩn bị một cái sân khấu to đùng để quay mấy con bát này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả thân mến. Quý vị gần xa quan tâm và mua hàng thì liên hệ qua số hotline của DVH nha. Có ship hàng toàn quốc nha quý vị ơi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.